Trong suốt thời gian tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19, lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh đã huy động 36.200 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tham gia thiết lập, phục vụ tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, khu phong tỏa, tổ chức kiểm soát, chốt chặn, giữ vững an ninh chính trị. Trong đó có những chiến sĩ đã mất người thân vì dịch bệnh nhưng vẫn phải cố nén đau thương để tiếp tục chấp hành nhiệm vụ vì cộng đồng. Đó là câu chuyện của chiến sĩ Bùi Trọng Huy, tiểu đội trưởng đại đội 2, tiểu đoàn 1, trung đoàn Gia Định. Khi đang chấp hành nhiệm vụ trực chốt tại quận Bình Tân, Huy được gia đình gọi thông báo mẹ và anh trai vừa mất vì nhiễm COVID-19. Vì đang thực hiện nhiệm vụ nên đã nhiều tháng qua Huy chưa được về nhà. Ngày nghe tin mẹ mất, chàng trai trẻ chỉ biết gục người xuống khóc. Huy chẳng thể nhớ nổi ngày cuối cùng mình trò chuyện với mẹ và anh trai là ngày nào. Nhưng ngày gặp lại, những người Huy yêu thương giờ đây lại nằm lặng lẽ trong hũ tro cốt. Em cũng không tin, tại vì gia đình của mẹ, anh ba em thì nói, ở cái bên mẹ em thì nói là mẹ vẫn ổn. Nhưng mà lúc đó là Dượng em gọi em, thì gọi em nói em là mẹ em mất rồi. Lúc đó là em cũng bần thần, lúc đó không chỉ có biết xuống gục xuống mà khóc thôi, em cũng không biết làm gì hơn. Dạ, em chỉ được về quận và lấy cốt của mẹ với anh hai đưa lên hoa viên nghỉ trang. Đây cũng mới 2 ngày thì cũng 49 ngày của mẹ, thì em cũng gọi điện về cho gia đình thì cũng nói là thắp nhang giùm em, chứ em cũng không trở về nhà mà thắp nhang được cho mẹ vậy. Thương cho hoàn cảnh của Huy, các chiến sĩ trung đội đã giúp Huy lập bàn thờ vọng để tưởng nhớ mẹ và anh trai. Còn với chiến sĩ Nguyễn Minh Lâm, những ngày thực hiện nhiệm vụ mai táng cho người mất vì COVID-19 là những ngày không thể nào quên. Đó không chỉ là nỗi sợ hãi khi tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh, có thể sẽ dễ dàng bị phơi nhiễm, mà đó còn là sự xúc động khi đối mặt với suy nghĩ về sinh tử, nỗi tiếc thương cho đồng bào, những người không may qua đời vì dịch bệnh. Ngày được vinh danh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch, Lâm cảm thấy rất vui mừng vì những nỗ lực của mình được đền đáp xứng đáng. Thực sự mà nói thì hôm nay nhận được cái giấy khen của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho mình thì tôi cảm thấy rất là vui mừng vì công sức của mình đã bỏ ra suốt những tháng vừa qua trong việc đi phòng chống dịch COVID-19 đã được đền đáp xứng đáng. Khó khăn là có, cơ bản là lúc đầu là khi mà chúng tôi là đảm nhiệm công việc mai táng cho những thi hài của người mất vì dịch COVID-19 thì lúc đầu lên là anh em cũng khá là sợ về mặt tâm linh cũng có và sợ về mặt là phơi nhiễm cũng có, nhưng mà trong quá trình làm việc thì được lực lượng cấp trên luôn luôn theo sát và động viên, thì anh em chúng tôi đã cải thiện được cái tâm lý của mình, không còn sợ nữa, và cứ có công việc là anh em chúng tôi sẵn sàng làm hết 200% sức lực của mình để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. Đối với những người lính, giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim. Nỗi đau của họ được giấu kín cho riêng mình. Họ chấp nhận những mất mát hy sinh để tập trung chiến đấu với dịch bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dịp này, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã khen thưởng hơn 300 tập thể, 1.000 cá nhân. Một tập thể, một cá nhân được đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tôn vinh. 4 tập thể, 9 cá nhân được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tôn vinh. 36 tập thể, 118 cá nhân được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố tôn vinh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.